Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Số 55, chuyện năm vũ khí. Tiền thân Bankayuda, người với tâm ly tham. Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể về một tỷ kheo thối thất tinh tấn. Thế Tôn cho gọi tỷ kheo ấy và hỏi: "Có thật chăng, này tỷ kheo, ông thối thất tinh tấn?" "Thưa có thật, bạch Thế Tôn. Thuở xưa, trong những trường hợp cần phải tinh tấn, bậc hiền trí đã tinh tấn, do vậy đã đạt được dương vị." Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Ramadatta trị vì nước Ba La Nại, Bồ Tát nhập thai vào làm con hoàng hậu. Đến ngày đặt tên, sau khi mời 800 vị Bà La Môn và cúng dường những vị này mọi dục lạc, vua và hoàng hậu hỏi họ về các tướng. Các Bà La Môn thiện xảo về tướng, thấy được sự thành tựu các tướng của hoàng tử đã trả lời: "Thưa đại vương, hoàng tử đầy đủ các công đức, sau khi ngài qua đời sẽ lên ngôi vua, được danh vọng lừng lẫy với tài sử dụng năm loại vũ khí, sẽ trở thành con người tối thượng ở toàn cõi Diêm Phù Đề." Nghe lời nói của các Bà La Môn, vua và hoàng hậu đặt tên cho hoàng tử là Bankayudakumara. Hoàng tử có năm vũ khí. Đến lúc trưởng thành, vừa 16 tuổi, vua cho gọi hoàng tử và bảo: "Này con thân, con hãy đi học nghề." "Thưa thiên tử, con học với ai?" "Hãy đi con thân, con sẽ học với bậc thầy có danh tiếng mọi phương tại thành Kakashila, trong nước Gandhara, và đây là tiền con sẽ trả cho thầy." Nói xong, vua giao cho 1.000 đồng tiền vàng, vừa đưa hoàng tử ra đi. Hoàng tử đến đấy, học nghề xong, được thầy cho 5 loại vũ khí. Sau đó đảnh lễ thầy, hoàng tử ra khỏi thành Takashila, đeo theo 5 loại vũ khí và lên đường trở về Ba La Nại. Giữa đường, hoàng tử vừa đến một khu rừng. Tại đấy có một dạ xoa tên là Sile Saloma, Long Dính, đang ngự trị. Từ đầu rừng, người đi đường thấy hoàng tử liền ngăn chặn chàng lại, bảo rằng trong rừng có dạ xoa tên là Sile Saloma ngự trị, sẽ giết hại mọi người khi nó thấy họ. Hoàng tử tự tin mình, không chút sợ hãi như con sư tử lông bườm, vẫn đi vào ngôi rừng. Gặp nhau ở giữa khu rừng ấy, con dạ xoa hiện ra trước hoàng tử với thân cao như cây ta la, cỏ dừa, với đầu lớn như ngôi nhà có nóc nhọn, với cặp mắt to như hai cái bát, với hai nanh như hai búp cây củ cải, với mỏ như diều hâu, với bụng có nhiều đốm đỏ tía, với bàn tay bàn chân xanh lè. Dạ xoa nói: "Người đi đâu đấy? Hãy đứng lại, ngươi là món ăn của ta." Hoàng tử nói: "Này dạ xoa, ta tin ở ta nên vào đây. Ngươi thật là liều mạng. Nếu ngươi đến gần ta, ta sẽ bắn ngươi với mũi tên có tẩm thuốc độc và hạ ngươi tại chỗ." Sau khi dọa nạt, hoàng tử lắp tên có tẩm thuốc độc và bắn. Bắn liên tục cho đến 50 mũi tên, tất cả đều dính vào lông dạ xoa. Nó gạt 50 mũi tên rơi xuống chân nó, xong liền xông tới hoàng tử. Hoàng tử lại dọa rút gươm chém. Cây gươm dài 32 đốt tay cũng dính vào lông dạ xoa. Rồi hoàng tử đâm ngọn giáo vào nó, ngọn giáo cũng dính chặt vào đó. Biết khả năng bắt dính của dạ xoa, hoàng tử lấy quả chùy đập nó, quả chùy cũng dính vào lông. Hoàng tử nói: "Này dạ xoa, ngươi chưa nghe ta là hoàng tử có 5 loại vũ khí. Khi ta mạo hiểm đi vào khu rừng này do ngươi ngự trị, ta đặt lòng tin không phải ở cung tên vân vân, mà hoàn toàn đặt lòng tin vào ta. Nay ta sẽ đánh ngươi, chỉ một cú đánh khiến ngươi trở thành cát bụi." Sau khi hét lên, hoàng tử dùng bàn tay phải đánh dạ xoa, bàn tay dính vào lông. Hoàng tử đánh với bàn tay trái, tay trái cũng dính. Hoàng tử đá với chân phải cũng dính. Đá với chân trái cũng dính. Hoàng tử lại la to: "Ta sẽ đập ngươi tan như cát bụi." Và chàng lấy đầu đánh nó, đầu cũng dính vào lông. Bây giờ hoàng tử bị mắc dính 5 phần vào 5 chỗ. Tuy vậy, hoàng tử vẫn không kinh hãi, không chút run sợ. Dạ xoa nghĩ: "Đây không phải là một người bình thường, mà là một người phi thường, một con sư tử giữa loài người. Dầu bị một dạ xoa như ta bắt, nó vẫn không run sợ. Trước đây, từ khi ta bắt đầu giết người đi trên đường này, chưa bao giờ ta thấy một người như vậy. Sao nó không sợ hãi?" Nghĩ vậy, dạ xoa không dám ăn thịt hoàng tử và nói: "Này thanh niên Bà La Môn, vì sao chàng không sợ hãi?" "Này dạ xoa, ta tin ở ta nên ta không sợ hãi.
Ta biết mỗi cá thể thế nào cũng đi đến cái chết, nhưng trong bụng ta, ta có vũ khí kim can. Nếu ngươi ăn ta, ngươi không thể tiêu hóa vũ khí ấy. Vũ khí ấy sẽ cắt nội tạng của ngươi thành từng miếng nhỏ và chấm dứt mạng sống của ngươi. Như vậy, cả hai sẽ bị tiêu diệt. Vì lý do này, ta không sợ hãi. Theo truyền thuyết, ở đây hoàng tử muốn ám chỉ vũ khí trí tuệ trong nội tâm. Nghe hoàng tử nói vậy, Dạ Xoa suy nghĩ. Thanh niên Bà La Môn này chỉ nói sự thật. Chỉ một miếng thịt nhỏ bằng hạt đậu từ thân thể của con sư tử giữa loài người này, bụng ta cũng không thể tiêu hóa được. Ta hãy thả nó ra. Vì sợ chết, nó thả hoàng tử ra và nói: Này thanh niên Bà La Môn, chàng là con sư tử giữa loài người, ta sẽ không ăn thịt chàng đâu. Nay chàng được giải thoát khỏi tay ta, như mặt trăng thoát khỏi miệng Rahu, vua thần Atula. Hãy ra đi và hãy mang lại quan hỷ tốt lành cho bà con, bạn bè và đất nước. Bồ Tát nói: Này Dạ Xoa, ta sẽ đi. Nhưng trước đây, do làm những điều bất thiện, ngươi sinh làm Dạ Xoa độc ác, tay giấy máu, ăn thịt, uống máu người. Nếu nay trong thời hiện tại, ngươi vẫn làm điều bất thiện nữa, thì ngươi sẽ đi từ cảnh giới tối tâm này đến cảnh giới tối tâm khác. Nay ngươi đã gặp ta, ngươi không thể làm điều bất thiện nữa. Hãy biết rằng ai sát sanh sẽ bị đọa vào cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Nếu được sanh làm người thì tội ác ấy sẽ đưa đến yểu mạng. Với cách này và nhiều cách khác, Bồ Tát thuyết về sự nguy hiểm của năm ác giới và lợi ích của năm thiện giới, làm cho Dạ Xoa sợ hãi bằng nhiều hình thức như thuyết pháp, nhiếp phục, khiến Dạ Xoa trở thành du thuận, an trú trong năm giới. Rồi biến Dạ Xoa thành vị thần ở khu rừng, với quyền được thâu thuế, được cúng tế. Bồ Tát khuyên nó không được phóng dật. Sau đó, Bồ Tát đi ra khỏi khu rừng, báo tin cho những người ở tại đầu rừng tỏ tường sự việc. Rồi nai nịch với năm loại vũ khí, ngài đi đến Ba La Nại gặp lại cha mẹ. Sau một thời gian lên ngôi vua, trị vì quốc độ đúng pháp, ngài làm các công đức như bố thí, rồi đi theo nghiệp của mình. Sau khi kể pháp thoại này xong, bậc Chánh Đẳng Giác đọc bài kệ: Người với tâm ly tham, với ý cũng ly tham, tu tập theo thiện pháp, đạt an ổn khổ ách, và tiếp tục chứng đạt, đoạn diệt mọi kiết sử. Như vậy, sau khi bậc đạo sư thuyết pháp đưa đến đỉnh cao nhất là quả A-la-hán, ngài giảng bốn sự thật. Cuối bài giảng, tỷ kheo ấy chứng quả A-la-hán. Bậc đạo sư kết hợp hai câu chuyện và nhận diện tiền thân. Thời ấy, Dạ Xoa là tướng cướp đeo vòng ngón tay Agolimala, và hoàng tử với năm vũ khí là ta vậy. Ha ha ha, 问什么的说呵。